chào các bạn. Ở bài review sản phẩm lần này, mình sẽ gửi tới các bạn một mẫu tai nghe trẻ trung đến từ Sennheiser, đó là Momentum Onia. Vỏ hộp vẫn được thiết kế theo cách truyền thống của Sennheiser, mặt trước vẫn là hình ảnh về tai. Phía bên này là đôi lời giới thiệu về sản phẩm. Còn mặt bên này sẽ ghi những đồ có kèm theo tai và giới thiệu Momentum Onia có điều khiển âm lượng kèm mic, cũng như các bạn cũng có thể thay dây. Mặt sau vẫn là các thông tin khác được viết bằng nhiều thứ tiếng, cũng như là thông số kỹ thuật chi tiết của tai. Momentum Onia có tổng cộng 7 màu, đầu tiên là màu trắng ngà, màu đen, màu xanh lá cây, màu đỏ, màu hồng, màu xanh nước biển và màu nâu. Hôm nay mình sẽ sử dụng màu xanh lá cây để làm clip review này. Một bộ sản phẩm đầy đủ sẽ bao gồm tai nghe cùng với hộp đựng tai, một dây 3.5 không mic, một dây 3.5 kèm mic và nút điều khiển âm lượng mình đã cắm sẵn vào tai như thế này, một túi đựng tai nghe và sách thông tin về tai. Momentum Onia thuộc phân khúc cao cấp nên tai mang một thiết kế chắc chắn và tinh tế. Sennheiser sử dụng thép không gỉ để thiết kế phần headband. Điều này tạo ra cho người đeo tai một cảm giác khá là sang trọng, như các bạn có thể thấy ở đây. Phần headband cũng được thiết kế mở ra như thế này để tai có thể ôm trọn vào đầu người nghe hơn. Ở bên trong này cũng được bọc bằng một lớp được làm từ Alcantara, một loại vật liệu cao cấp đến từ Ý. Vật liệu này hay được sử dụng trong nội thất xe hơi. Phần ear cup được thiết kế nhỏ gọn, dạng close. Với thiết kế này, âm thanh từ những bài hát mà bạn nghe sẽ không bị lọt ra ngoài. Ở trên ear cup cũng có logo của Sennheiser khá là bắt mắt. Ear cup cũng được làm từ nhựa và được phủ bằng một lớp sơn. Phần viền cũng được sơn kim loại bóng bẩy. Và bông đệm tai cũng được làm từ Alcantara, tạo cảm giác êm ái cho người nghe. Nhưng với thiết kế dạng close nên nếu nghe lâu thì khá là nóng. Nhưng bù lại, Sennheiser đã cải thiện sự thoải mái cho Momentum. Ở hai bên headband có các rãnh như thế này. Điều này làm giảm khối lượng của tai nên Momentum cầm khá là nhẹ tay. Về phần dây của tai nghe thì dây chắc chắn. Và ở trên dây có kèm theo mic cũng như là các nút điều chỉnh âm lượng. Momentum sử dụng jack chữ L và điều này sẽ giúp các bạn chống gãy, gập dây khi các bạn nhét vào túi. Hoặc nếu các bạn không cần các nút chức năng thì có thể thay dây đi kèm tai. Đây. Với mức trở kháng là 18 ohm, các bạn có thể dễ dàng cắm vào điện thoại hay máy nghe nhạc mà không cần thêm bất kỳ một thiết bị hỗ trợ nào. Momentum Onia sở hữu âm bass tốt, không quá ồn ào mà vẫn đủ độ dày dặn trong từng bản nhạc. Giải mid mượt mà, tự nhiên, có chút ấm áp cùng với âm chép bay và thoáng, khiến cho Momentum Onia trở nên đầy nội lực trong chất lượng âm thanh. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo.